Khu vườn xanh xin mến chào các bạn. Đây là chậu hoa dâm bụt mình trồng thủy sinh bằng hạt đất sét nung đã được 40 ngày. Cả hai cành dâm bụt đều mọc rất nhiều rễ mới, cành lá rất xanh tốt và mọc nhiều chồi non mới. Không ngờ với cách trồng thủy sinh bằng hạt đất sét nung, hoa dâm bụt cũng thích nghi và phát triển rất xanh tốt. Mình đang chăm sóc và mong chờ một ngày chậu dâm bụt thủy sinh của mình sẽ nở rất nhiều hoa đẹp đó các bạn. Các bạn có thấy không, những chiếc rễ hoa dâm bụt trồng thủy sinh trắng xóa bám xung quanh những hạt đất sét nung. Như ở clip trước mình chia sẻ, hạt đất sét nung là một giá thể trồng thủy sinh rất tốt, giúp cây phát triển và thích nghi với môi trường thủy sinh và đặc biệt là giúp cây không bị úng thối. Hoa dâm bụt ngoài việc trồng để trang trí cảnh quan thì mình còn phát hiện ra hoa dâm bụt mình có thể trồng thủy sinh và trang trí giống như một lọ hoa thủy sinh để trên bàn. Các bạn nhìn thấy có đặc biệt không? Ưu điểm của trồng cây dâm bụt thủy sinh như thế này, chúng ta vừa có thể quan sát sự phát triển của rễ, lại không tốn thời gian tưới nước mỗi ngày. Đặc biệt, bạn có thể mang chậu dâm bụt thủy sinh này đặt trang trí bất cứ khu vực nào trong ngôi nhà hay khu vườn mà bạn thích. Bây giờ, mời các bạn cùng đi trồng cành dâm bụt thủy sinh với mình nha! Để không bỏ lỡ những mẹo trồng cây hữu ích tiếp theo, các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là khâu chọn cành dâm cần cắt. Ở đầu cành, tìm những thân cây nhẵn và có màu xanh đậm hoặc hơi nâu. Với nhiều lá, một cây dâm bụt khỏe mạnh sẽ có nhiều sự tăng trưởng mới để lựa chọn. Mình sử dụng kéo cắt tỉa sắc bén sạch sẽ. Mình cắt những cành dâm ra khoảng chiều dài từ 10 đến 15cm. Mình loại bỏ lá khỏi cành dâm, giúp cải thiện lượng oxy khi cây đang phát triển. Nhẹ nhàng cắt tất cả các lá bằng kéo cắt tỉa, chỉ để lại khoảng vài ba lá ở trên đỉnh của thân cây. Nếu những chiếc lá còn lại rất lớn, hãy cắt chúng làm đôi theo chiều ngang để tránh héo. Bạn không bao giờ nên kéo xé, rút lá khỏi cành dâm vì điều này có thể gây thiệt hại cho các sợi trong thân cây, làm cho sự phát triển khó khăn hơn. Và đây là cách pha dung dịch để ngâm kích rễ cành dâm bụt trồng thủy sinh. Mình pha 300ml nước sạch cùng với khoảng nửa muỗng cà phê thuốc kích rễ và khoảng 3 giọt vitamin B1. Thuốc kích rễ N3M có tác dụng kích thích ra rễ cực mạnh. Chúng ta có thể nhúng cành dâm hoặc thoa vào chỗ chiết để kích thích ra rễ, ngâm hạt giống để kích thích nảy mầm. Còn vitamin B1 thì kích thích sự phát triển của rễ, giúp rễ mập mạp, kích thích sự hình thành lục lạp và làm lá xanh mượt hơn. Mình khuấy đều cho thuốc tan hoàn toàn vào nước và sau đó mình nhúng phần cuối chỗ vết cắt của thân cây vào nội tiết tố rễ kích thích tăng trưởng. Mình ngâm cành trong thuốc kích rễ khoảng từ 5 đến 10 phút nhé các bạn. Trong trường hợp các bạn không có thuốc kích rễ N3M thì chúng ta có thể dùng vitamin B1 thôi cũng được. Tiếp theo, mình cho hạt đất sét nung đã rửa sạch vào trong cái chậu mà mình muốn trồng cành dâm bụt. Mình cho hạt đất sét nung vào trong chậu, khoảng 1/3 chậu là được nhé các bạn. Tiếp theo, mình nhẹ nhàng đặt những cành dâm bụt đã ngâm thuốc kích rễ vào trong chậu thủy sinh. Các bạn lưu ý là chúng ta đảm bảo rằng lá không chạm vào nước nhé các bạn. Hạt đất sét nung sẽ giúp cho gốc cây được giữ vững không bị lung lay. Và sau khi rễ của cành dâm bụt thủy sinh phát triển, sẽ bám vào hạt đất sét nung giúp cho cây nhanh phát triển. Sau khi đặt cành dâm bụt vào chậu, mình tiếp tục cho hạt đất sét nung vào đầy gần mặt chậu. Các bạn lưu ý là hạt đất sét nung sau khi mình mua về, các bạn phải đem đi rửa sạch trước khi trồng nhé. Còn nếu mà chúng ta tái sử dụng những hạt đất sét nung, thì mình rửa sạch, đem đi phơi khô để diệt hết vi khuẩn, rồi sau đó mình mới đem đi trồng nhé. Và bước cuối cùng là mình sẽ cho nước sạch vào đầy chậu. Nước trồng các bạn có thể pha thêm vài giọt vitamin B1 vào để kích thích cho rễ cây nhanh phát triển nhé. Và một lưu ý quan trọng là sau khi trồng bằng thủy sinh, chúng ta sẽ đem chậu đặt nơi ánh sáng gián tiếp, có ánh nắng xuyên qua, tránh ánh nắng trực tiếp nhé các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng quan sát cây dâm bụt trồng thủy sinh bằng hạt đất sét nung. Sau 25 ngày trồng, rễ cây đã mọc ra rất dài, mỗi nhánh đều có rễ cây mọc trắng xóa nha các bạn. Cây cũng đã mọc những lá non mới. Đây nè, mình quay gần để các bạn cùng quan sát rễ cây dâm bụt trồng thủy sinh nó phát triển và bám vào các hạt đất sét nung như thế này nè.
Những cái vết mà sưng trắng trắng ở phía trên đó các bạn thấy không? Là nó sẽ hình thành rễ đó các bạn, chứ không phải là rong rêu đâu nha. Rễ nó trắng xóa luôn nè các bạn. Các bạn có nhìn thấy những lá non mới không? Những lá non mới mọc lên rất là nhiều nha. Mình để ánh nắng xuyên qua như vậy là được đó các bạn. Và đây là hình ảnh của chậu cây sau 40 ngày trồng. Những chiếc lá non đã phát triển thành những cái lá lớn và cây đã mọc khá nhiều cành mới xanh tốt. Các bạn lưu ý là mỗi ngày chúng ta phải chăm nước thêm vào nhé. Mình đừng để cho nước bị thấp hơn mực nước ban đầu vì sẽ có một số cái rễ ở phía bên trên nó hình thành nữa đó các bạn. Wow, 40 ngày trồng cây dâm bục thủy sinh, các bạn nhìn bộ rễ chi chít luôn nè. Nó mọc đang xen vào nhau và nó đang lấy những cái hạt đất sét nung đó các bạn. Hạt đất nung sẽ giúp cân bằng độ pH trong nước với khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng thông qua dung dịch nước mà không cần sử dụng đất. Sau khi trồng cây thủy sinh các loại một thời gian thì mình nhận thấy nếu trồng cây thủy sinh bằng hạt đất sét nung thì cây sẽ phát triển bền cây và xanh tốt hơn là phương pháp trồng cây thủy sinh trong nước mà không có giá thể là hạt đất sét nung đó các bạn. Mỗi ngày nếu thấy nước trong chậu bốc hơi thì mình chăm bổ sung vào thêm nhé các bạn. Các bạn thấy đó, không mất quá nhiều thời gian và cách làm cũng rất là đơn giản. Chẳng bao lâu mình đã có được một chậu dâm bục trồng thủy sinh rất xanh tốt và đẹp độc lạ nữa. Các bạn nhìn nè, cây dâm bục trồng thủy sinh liên tục mọc lên những chiếc lá non mới mà còn mọc lên thêm rất là nhiều cành mới nữa. Nếu các bạn muốn tìm một chậu cây thủy sinh đẹp độc lạ thì các bạn hãy nhớ thử trồng cây dâm bục thủy sinh này nhé. Mình chúc các bạn trồng thành công nha. Có gì chưa rõ cứ để lại bình luận bên dưới mình chia sẻ thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc bạn và gia đình luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những mẹo trồng cây hữu ích tiếp theo nhé. Còn bây giờ, mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.